Sáng ngày 7 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc tuyên truyền đối với KOL và quản trị viên các hội nhóm trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng kiểm duyệt tin bài cũng như khả năng tiếp cận các thông tin chính thống trên không gian mạng, hướng đến mục tiêu xây dựng mạng xã hội trở thành kênh thông tin, tuyên truyền tin cậy, kết nối đến bạn đọc và người dân vì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Các KOL và quản trị viên các hội nhóm trang mạng xã hội trong tỉnh đã được lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin chung về tình hình hoạt động của các hội nhóm trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền các phương thức thủ đoạn lợi dụng hội nhóm để đăng tải các thông tin liên quan đến trật tự an toàn xã hội, qua đó thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thông tin về tình hình đấu tranh xử lý tin giả sai sự thật trên Internet, mạng xã hội thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động trên không gian mạng. Tại hội nghị, các KOL và quản trị viên các hội nhóm trang mạng xã hội trao đổi thảo luận làm rõ những mặt tích cực, những đóng góp thiết thực của các hội nhóm trang mạng xã hội đối với công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cũng như những mặt trái, các hành vi lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, phát tán các thông tin xấu độc, gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, chống phá đảng, nhà nước. Đồng thời ký kết giao ước phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội, phối hợp trong công tác tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng Kon Tum an toàn, lành mạnh.